tục rà soát, cập nhật, bổ sung kịch bản và các phương án phòng chống thiên tai phù hợp trong tình hình mới là một trong những nội dung chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh tại hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 diễn ra vào sáng nay. Năm 2022, Đà Nẵng chịu nhiều ảnh hưởng từ thiên tai với 2 cơn bão, 7 đợt mưa lớn và 7 đợt nắng nóng diện rộng. Đặc biệt, cơn bão số 4, số 5 và trận ngập lụt đêm ngày 14 tháng 10 đã gây thiệt hại ước tính gần 1.500 tỷ đồng. Các lực lượng đơn vị địa phương đã chủ động phối hợp, kịp thời sơ tán, cứu nạn, cứu hộ, đảm bảo an toàn cho gần 15.000 người. Năm 2023, thiên tai được dự báo sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều hình thái cực đoan khác nhau. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh đề nghị các sở ngành đơn vị địa phương sớm hoàn thiện dự thảo về chỉ thị công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 trước ngày 30 tháng 4, ra soát lại các phương tiện tàu thuyền xa bờ, duy trì đảm bảo thông tin liên lạc xuyên suốt, chuẩn bị triển khai giai đoạn 2 dự án đầu tư, nâng cấp âu thuyền Thọ Quang, lưu ý mở rộng thêm công suất neo đậu tránh trú bão, tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cảnh báo, dự báo thiên tai, đặc biệt rút kinh nghiệm từ năm trước, lưu ý chủ động các biện pháp chống ngập úng đô thị kịp thời và phù hợp. Phải trực chiến 100%, tức là trực chiến tại những cái chỗ mà ngập lụt, dự kiến là sẽ ngập lụt sâu rộng, phải có người đứng tại đấy để khi mà ngập là chúng ta phải xử lý cục bộ ngay, rồi là phải kiểm tra lại toàn bộ cái hệ thống trạm bơm. Bây hiện nay chúng ta đang triển khai quy hoạch phân khu đấy, cho cái điều chỉnh quy hoạch chung đấy, quy hoạch phân khu, quy hoạch khu vực, rồi quy hoạch chi tiết, thì chúng ta phải chú ý đến cái việc mà thoát nước, cao độ nền, phải tổng thể với nhau. Đấy, rồi kiến nghị thành phố đầu tư những cái khu vực hồ thoát nước, hồ cảnh quan thoát nước chúng ta là phải có. Rồi đặc biệt là hệ thống cống thoát nước, hiện nay chúng ta đang thi công này, hệ thống cống nước trung tâm chúng ta bảo cũ này, cũ thì bây giờ thuộc thẩm quyền quận huyện thì phải nạo vét, rồi là cần thiết phải đầu tư mới lại. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị lên phương án sớm về chống sạt lở, nhất là tại các vùng nông thôn, vùng gần đồi núi, bổ sung thêm các trạm quan trắc thủy văn để ứng phó với xâm thực, nhiễm mặn, bảo đảm an toàn lưới điện, hạ tầng viễn thông, các công trình thủy lợi, nhà tránh trú bão. Các đơn vị tiếp tục củng cố kiện toàn lực lượng cứu nạn, cứu hộ và đầu tư trang thiết bị phòng chống thiên tai phù hợp. Dịp này có 6 tập thể và 4 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua, chủ động phòng chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn năm 2022.